dưa hấu kìa, chín nằm đầy đồng luôn á. Hồi dưa hấu trái nào nấy cũng 3 kg luôn á, có trái 2-3 kg á anh chị. Vùng nông thôn này nhà cửa không có mà nhà nước đầu tư một con đường dài quá trời dài luôn nè anh chị, không biết đi tới đâu á, để mình chạy thử coi. Bên đây có mấy chiếc ghe nè, ghe này dành chạy lên sông lớn đi qua bên sông. Ngày xưa á, khu vực bên đây nào muốn mua gạo mua đồ á, là phải đi ghe qua bên đất liền á, đi mua bản á. Em có mặt tại tỉnh lộ 877 thuộc ấp Pháo Đài, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông. Thì bữa nay em sẽ đi vào con đường này, chia sẻ cho mọi người coi nha, đường nông thôn. Cái hướng này nè, đi chạy về Phà Tăng Long, Phà Bánh Chùa. Còn cái hướng ngược lại anh chị chạy xuống Cồng Cống á. Giờ mình sẽ chạy vô đây. Ở bên kia là đầm Đìa, bên kia là mé, cái mé sông Mê Công á. Chạy vô đây thử coi, đường trong đây đẹp không? Ở đây người ta trồng dưa hấu nè, dưa hấu trái bự hết rồi. Trời ơi, ăn dưa hấu. Và chị vẫn ngồi ăn dưa hấu kìa. Có con bò đen thùi lùi luôn. Con bò đen nằm không có nước cho uống luôn, nằm từ sáng tới giờ chắc xỉu luôn quá. Công nhận sức con bò chịu đựng hay thiệt, nằm ngoài mưa ngoài nắng có nhiều khi bỏ vậy mà sức chịu nổi hay thiệt. Khu vực này người ta trồng dưa hấu nhiều lắm, trái bự bự hồi nãy thấy trái 2-3 kg luôn á. Bà chị kia bà đói quá, bà ngồi bà ăn dưa hấu luôn. Dùng trong đây yên tĩnh, dùng quê yên tĩnh thiệt. Ở trong đây khỏi xô bồ ha. Dưa hấu thiếu nước nhìn nó héo queo. Bên đây nguyên một dải ruộng dưa hấu luôn. Ở đây chủ yếu là người dân người ta sống theo khu hay sao, cái khu nào trồng xả thì người ta trồng xả mịt mù luôn, còn khu nào trồng dưa hấu thì người ta chuyên về trồng dưa hấu, người ta đào ao chính giữa đó để cho có nước đó anh chị, có nước để mình tưới dưa đó. Trồng dưa này mà không có nước tưới hàng ngày thì cũng không có được đâu. Bởi vậy chỗ nào cũng phải có một cái đìa bự thiệt là bự để có nước để mình cung cấp lên cho tưới dưa. Ở đây là cây cái gì ta, giống cây đậu phộng quá vậy. Đậu phộng là như lá nhuyễn hơn, giống này giống dây thuốc cá nè. Đúng rồi, ta trồng dây thuốc cá hay sao á. Đúng rồi, dây thuốc cá, đúng rồi. Ta lấy mấy cái rễ đó đó, rồi cái người ta đập dập ra, dập ra cái người ta ngâm với nước. Rồi người ta lấy cái nước đục đục đó, màu nước, giống như màu nước cốt dừa đó anh chị. Ta rải xuống một cái đìa nào đó là cá nó ngợp nó chết hết đó à. À, cái vùng này mát quá ha, nhà cửa ở yên tĩnh. Đây có cái bảng xì tốp nè, cái chuyện gì đây?
À, phía trước thì tớp. À, tại sao có cái bảng này? Không lẽ có cái cầu này thì tớp ta? Ở bên này đâm lá cặp mé đó là mấy kênh đó, cái kênh để nước nó lưu thông. Dưa hấu kìa, chín nằm đầy đồng luôn á. Hồi dưa hấu trái nào nấy cũng 3 kg luôn á, có trái 2-3 kg á anh chị. Ở đây vắng người quá, không ai ngoài đây ha, không ai trông giữ à. Ở đây tối không có căn nhà nào luôn á, đây không ai, không biết tối có ai ngủ giữ dưa giữ đậu không nữa. Thì vô đầm qua cái kênh đó, người ta sẽ bắt cái cầu như thế này nè, qua bên kênh. Có ông chú đang xịt dưa kìa, đang xịt thuốc á. Vùng nông thôn này nhà cửa không có mà nhà nước đầu tư một con đường dài quá trời dài luôn nè anh chị, không biết đi tới đâu á, để mình chạy thử coi. Bữa nay về tới nhà là chắc hơi lâu à, ở đây còn xa nhà em lắm, về tới nhà cũng còn hai mấy 30 cây á, mà giờ còn lang thang đây nè, giờ này có 4 giờ mấy chiều rồi, mà đi muốn đi đi về á là phải qua phà nữa đó, chứ không phải là đất liền đâu. Đất liền nếu mà mình chạy cỡ 30 cây á, thì mình chạy chút xíu cũng tới thôi, qua phà thì phải đợi phà nữa. Gom gom rác gom cây lại để sạch đất chuẩn bị xuống cây trồng. Phía trước có cái trường gì bự quá ta, trong đây không lẽ gần cái đường lớn ta đó, cái đó là cái trường đó, trường học hay ủy ban gì đó, để chạy đây đặng thử coi. Bên đây có mấy chiếc ghe nè, ghe này dành chạy lên sông lớn đi qua bên sông. Ngày xưa khu vực bên đây nào muốn mua gạo mua đồ á là phải đi ghe qua bên đất liền á, đi mua bển á, rau cỏ rồi qua bển mua. Bây giờ bên đây có đầy đủ rồi, giờ bên đây cũng phát triển rồi, nhà máy xay lúa hay là lúa gạo rồi người ta xay sẵn người ta qua đây người ta bán, giờ ít có ai đi xay lắm. Ngày xưa 1-2 bao hết người ta chạy qua bển người ta xay lúa, giờ này không ai xay nữa, giờ có gạo sẵn rồi ta mua chục 20 ký hay 50 ký rồi để dành ăn cả cả nửa năm. Duyên dãy nhà sống ở chỗ à, chắc bà con sống với nhau gần gần nhau. À, mấy chiếc ghe đậu ở đây là trong ủ nè. Đây mấy nhà đóng cửa hết rồi.
Nhà khổ quá ha, tiệm làm tóc luôn ở khu vực này à. À, giờ quẹo đi tới đâu đây? Bây giờ mình chạy ra nha, chạy ra mình đi về, giờ cũng chiều rồi. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ đi về, chia sẻ được tới đâu thì mình chia sẻ. À, chi đồn biên phòng nãy quay sao có đồn biên phòng đó đó. Giờ chiều rồi, mấy bạn trẻ đi học đang đi học về nè, phụ huynh rước 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 về. Rồi anh chị ơi, tới đây em kết thúc cái video nha. Tới chỗ này chắc em tập trung em chạy về quá. Đây tới nhà cũng còn hai mấy 30 cây để chạy về nhà cho lẹ, giờ cũng gần 4-5 giờ rồi. Chạy về nhà chắc tối. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha.